Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Amin Kha đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là một chiếc iPhone 6S cũng như là một chiếc iPhone 2 Pro Max được ClickBuy hỗ trợ để có thể là thực hiện video này. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video về những cái tính năng có trên những thế hệ iPhone mới nhất. Mới nhất đây là kể từ đời iPhone XR, iPhone XS cũng như là cũ thì sẽ là từ đời iPhone 8, 8 Plus trở về trước. Và đến cái đời iPhone 6S là dừng lại, tại vì là tầm này thì nó mới có hỗ trợ thôi. Thì đây là cái chiếc iPhone mà gọi là cũ nhất được hỗ trợ phiên bản iOS 15 này. Nó sẽ có cái sự khác biệt mà Apple đã quyết định là phân hóa rõ ràng ra giữa hai cái sản phẩm như thế này, để tránh cái hiện tượng đó chính là thiếu ổn định trong quá trình sử dụng. Vậy thông tin chi tiết nó là như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào luôn các bạn nhé. Thì đối với lại trên thế hệ iPhone 2 Pro Max thì rõ ràng hiệu năng nó rất là mạnh cái thứ này kia rồi, nên là chúng ta cũng sẽ là không phải lo về những cái tính năng sẽ bị hạn chế hay là bị mất, bị loại bỏ trên cái phiên bản này, mà sẽ được cập nhật một cách đầy đủ nhất. Đối với lại FaceTime trên những thế hệ iPhone đời mới thì nó sẽ có cho chúng ta đó chính là một cái phần gọi là cài đặt chế độ macro cũng như là hiệu ứng. Chúng ta sẽ có là chế độ macro bao gồm là tiêu chuẩn này, tách rời nói này, âm phổ rộng này, cũng như là về cái phần hiệu ứng thì chúng ta sẽ có hiệu ứng chân dung. Còn đối với lại những cái thế hệ iPhone thấp hơn thì chúng ta sẽ không có các bạn nhé. Đây, khi mà vào thì chúng ta sẽ không có những cái mục tinh chỉnh như thế này. Để lý giải cho cái vấn đề này đó chính là những cái tính năng mà kiểu không hỗ trợ cho những thế hệ iPhone cũ ấy, thì tại vì là nó đòi hỏi cái công nghệ trí tuệ nhân tạo Neural Engine thế hệ thứ 2 với phần cứng tối thiểu là chip Apple A12 Bionic, nên thành ra là từ cái đời mà A11 Bionic trở về iPhone 6S ấy, thì nó sẽ không hỗ trợ những cái tính năng gọi là kiểu năng cao như thế này, nó yêu cầu cái mức xử lý nó cao như thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có cái tính năng đó chính là bản đồ 3D nữa. Thì đối với lại bản đồ 3D này thì nó chỉ có tại Mỹ thôi, đặc biệt là cái bang California. Thì bạn nào mà muốn xem thử, trải nghiệm thử cái này thì các bạn phải chuyển vùng sang Mỹ và tìm đến cái địa điểm là California. Sau đó các bạn chọn giúp mình là vào cái phần mà ở trên cùng đây. Đó, cái phần ở trên cùng đây là nó sẽ có cái 4 cái mục để hiển thị 4 cái dạng bản đồ khác nhau. Các bạn lựa chọn cho mình là cái mục vệ tinh. Đó, sau đó là tìm đến California, nó sẽ lập tức là hiển thị là 2D hoặc là 3D ở đây. Thực chất là với những cái dạng mà kiểu 3D như thế này thì mình thấy là nó chi tiết nó cũng chưa gọi là ok lắm. Nói chung đây là cũng là cái sự cố gắng của Apple thôi. Tuy nhiên thì về cái khả năng hỗ trợ thì rõ ràng là nó cũng chỉ có một vài địa điểm, nên thành ra cái tính năng này nó không thật sự là quá hấp dẫn và quá hot đâu. Cái phiên bản iOS 15 ấy, nó là cái phiên bản mà tập trung vào những cái dịch vụ nó hỗ trợ tại Mỹ thôi. Đấy, cho nên là rõ ràng là tại Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm đến những cái tính năng như thế này. Vẫn sẽ có những cái tính năng, một số các tính năng đồng bộ, đó chính là về cái giao diện thời tiết này. Nó cũng sẽ có cái giao diện giống tương tự nhau, tại vì dù sao đây cũng không phải là một phần thay đổi quá nặng nề trên phiên bản iOS 15, nên là iPhone 6S vẫn được cập nhật. Về cái phần giao diện của Safari thì nó cũng sẽ tương tự như thế. Cái thanh tìm kiếm thì nó đã được đưa xuống dưới rồi, giống y chang luôn, không có gì khác biệt cả. Mọi cái tính năng của Safari thì đều được giữ trên thế hệ iPhone 6S cũng như là iPhone 12 Pro Max. Có một điểm mình thấy khá là đáng giá, nếu như những bạn nào đang có nhu cầu là mua một chiếc iPhone về để phục vụ tốt nhất cho cái việc chơi game, thì giờ đây chúng ta đã có chế độ là chơi game rồi, game mode. Ở đây ấy, thì các bạn sẽ vuốt xuống từ cái phần cạnh trên như thế này. Đây là iPhone 12 Pro Max, còn đối với lại iPhone 6S thì vuốt lên. Chúng ta sẽ thấy có cái mục tập trung ở đây. Tập trung ở đây thì nó sẽ có cho chúng ta là cái mục chơi trò chơi này. Đó, cái này thì chúng ta vẫn có thể tự setup được các bạn nhé. Mình có thể tự setup được thì ở đây mình sẽ thử trên iPhone 12 Pro Max mình đã setup rồi, và chúng ta sẽ bật nó lên. Trước khi mà thử nghiệm với tính năng này thì mình sẽ vào bên trong cái mục cài đặt của riêng cái phần chơi trò chơi này để xem cái tùy biến nó có sâu hay không. Đầu tiên là những cái ứng dụng mà khi chúng ta bật lên ấy là nó sẽ tự động kích hoạt cái tính năng chơi trò chơi này. Đó chính là về cái mục ứng dụng đây, các bạn có thể là set tùy ý luôn. Rất là nhiều app ở đây chứ không chỉ gì riêng chơi trò chơi. Ở đây chúng ta có thể là thay đổi được cái tên mà. Đó, rồi là chúng ta sẽ có là setup màn hình chính như thế nào này. Khi các bạn mà bật cái tính năng chơi trò chơi này lên thì nó sẽ setup giống như là một cái không gian riêng vậy. Tùy vào cái nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể là tùy chỉnh được. Rất là đơn giản luôn. Hoặc ở đây là khi mà các bạn có thể là kết nối với một bộ điều khiển không dây thì nó cũng sẽ tự động là kích hoạt luôn cái tính năng này. Đây là cái tính năng tự động bật. Rồi là thêm lịch trình hoặc là mục tự động hóa. Ở đây thì các bạn có thể là setup thời gian nào là bật cái tính năng này, tự động bật các bạn nhé. Rồi là kể cả là vị trí, khi các bạn đến một nơi các bạn setup
thì nó cũng sẽ tự động nó bật luôn cái tính năng này. Ví dụ như là khi mà các bạn để chơi trò chơi đi thì các bạn về nhà chẳng hạn thì nó cũng sẽ tự động bật cái tính năng này lên đó. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý rằng là nó cũng sẽ khá là bất tiện. Tại vì sao? Tại vì đơn giản là chúng ta chỉ về nhà thôi mà, cho nên cái việc mà set up cho vị trí cũng như là thời gian ấy, nó khá là cố định và nó thiếu cái sự linh hoạt. Nên ở đây để mà tôi một cách tối đa nhất ấy, thì các bạn nên chọn là ứng dụng đó. Ví dụ các bạn sẽ set up cái ứng dụng nào mà các bạn hay chơi nhất cho cái mục chơi trò chơi đi, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại Tác Chiến là mình hay chơi này, thì các bạn chỉ cần bấm vào, lập tức là khi các bạn vào cái phần mà chơi từ game tác chiến là nó sẽ tự động nó bật ngay. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đấy, chơi trò chơi nó sẽ tự động được bật như thế này đó. Và bây giờ thì mình sẽ gọi, nếu như mình gọi với cái mục chơi trò chơi này thì để xem cái hiện tượng gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Đó, và khi mà chúng ta gọi đến cái điện thoại này thì lập tức nó sẽ là đường dây bận các bạn nhé. Nhưng khi các bạn thoát ra này, thoát ra thì chúng ta vẫn có thể là nghe gọi một cách rất là bình thường. Đấy, chơi trò chơi đã tự động tắt rồi này, thì chúng ta nghe gọi vẫn rất là bình thường. Đấy, ok chưa? Rồi. Đó, đó là những cái tính năng mà mình thấy nó sẽ hữu dụng với lại người dân Việt Nam, người dùng Việt Nam. Nếu bạn nào đang có nhu cầu quan tâm iPhone 6s cũng như iPhone 12 Pro Max thì có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả của video. Hiện tại thì ClickBuy là một trong những đơn vị mà bán rất nhiều dạng hàng iPhone, rất là nhiều, nên là tùy vào từng cái phân khúc, tùy vào cái tầm tiền mà chúng ta muốn hướng đến, chúng ta đều có thể là lựa chọn một chiếc iPhone phù hợp nhất với mình. Giá cả thì rất là phải chăng. Thì thông tin chi tiết nó như thế nào các bạn có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.